chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Hôm nay mình quay cái clip này để giới thiệu cho các bạn một loại hoa. Cái loại hoa này nó cũng có cái tên là hoa mai. Nhưng mà hoa mai này là nở thường xuyên quanh năm. Và loại hoa mai này nó hay nè các bạn. Nó màu trắng bé bé xinh xinh. Nhưng mà nó không phải như những loại hoa khác là nó vươn lên. Mà cái loại hoa này là nó chúc chúc xuống á các bạn. Nó rũ rũ xuống á. Đây các bạn nhìn thấy nè. Những cái hoa của nó là vừa nở, vừa hoa nở, vừa nụ. Nó cứ chúc chúc xuống dưới á. Thì cái loại hoa này nó có cái tên là mai chiếu thủy các bạn. Đây mình zoom lại gần để cho các bạn xem nè. Đó, cái hoa nó hay không nè. Nó cứ chúc chúc xuống dưới ấy, chứ nó không phải là nó vươn vươn lên như nhiều loại hoa khác nha các bạn ha. Nhìn cái hoa nó rung rinh ở trước gió, nhìn nó cũng rất là đẹp nè các bạn. Những cái cánh hoa nó nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh nè các bạn nè. Cái loại hoa mai này thì người ta cũng hay trồng rồi người ta xén tỉa làm những cái cây cảnh nó có những cái hình thù đẹp lắm. Mà bữa nay mình bắt gặp được một cái cây hoa mai này là nó cũng lớn nè, nó cao khoảng hơn 2 mét đó các bạn.